Về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Bệnh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Dạ bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có việc gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm. Thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Gớm xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có workout thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng 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 lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi, tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi. Đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cũng ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mà cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mày là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em đúng không? Mà chị vừa lùng vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe. Cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi mới cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy á. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Gươm, chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Gươm con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm, thấy không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ.
được dạng thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, cái bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng bỏ là đúng rồi. Trời đất ơi mày, mày về này sao? Nó lén người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào ào mặt ta, người ta chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mà nhỏ con mặt khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À dạ. Yeah. Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á, nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Có lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu như nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy, bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba, một lần nữa thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái hơi di chúc. Đó. Ui dồi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chằng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu, vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị. Chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển,
Tôi với chị lý sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô không có hoài vậy bác? Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần mục kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà $1,000,000 đấy? Ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Đọc tiếp đi con. Đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp bội. Ừ. Thứ ba. Tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho đứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng ta tiếng chị về đây, chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ đấy, thấy chưa ông anh, nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mỗi ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị, làm sao mà tôi lãnh được $1,000,000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi, tại bút. Ông với con Hải Đường, ba nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cái gì? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng di chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Gớm mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ui eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ấy, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Chị nói chị thân với lại vợ tôi sao? Lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Không nhầm,
em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, nãy giờ con qua đây mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca. Con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Em ôi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? À, thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Ờ, thế thôi ngày mai đi. Thế tôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Nhưng mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé thì nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng không vậy? Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn ấy. Con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập ấy thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu con nhá. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi về. Ôi chết ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. À, nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? À, không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nhá. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nhá. Chào con. Trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đê hàng tổng. Đấy, mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Ừ, cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? À, nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng. Yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo hết rồi. Ô, thế người nào design cho con đấy? Cao Văn Hiệp. Ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nhá, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ gì sai cô. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả cho người để lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý nè. Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác về. Ôi dồi ôi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi dồi ôi, em rước về.
Eo ôi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi? Eo ôi, trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu, người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy? Ôi trời ơi, eo ôi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui, ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ui dồi ôi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉ ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao, vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây, nhanh nhanh. Cái gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình như này, ông Obama này mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ấy, ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom nuôi... Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh.
anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhá. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhỏ nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn buffet với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết à, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói á, mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này, thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nhá. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ: hải, 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 đường, đường, đường. Mẹ thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Trời đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con cùng chéo gì gớm? Dạ không có ông anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén, hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới, đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy, thấy chưa, mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ nẹo thế thôi chứ, nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui giời. Tỏ tình đấy, tỏ thiên tình. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con, như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là
hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Ê. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút chút cháu ấm bồng, tôi thèm cháu ấm bồng. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi, là con nào? Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. God. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên, nó giống cha, giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Này. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau. Ôi trời ơi, ôi trời ơi là trời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ, thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết rồi nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh dáng để đó tôi. Thôi nha, cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Tới từ đây con. Ở đây, để đây. Đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ con ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy bác? Làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Nhiều khi đứng ở đây hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Không được đâu bác ơi, cái đấy không làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à? Kêu công là sao má? Ôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à? Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi, rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không
Không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, nói giỡn nha, mai tao cạo râu mày. Ôi giời ơi, mẹ bảo cho con biết, thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt bê đê hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con thử hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà, mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời, ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào? Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng bê đê nhá. Cái gì? Mày. Trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow.
gì? Gì vậy nữa? Trời ơi! Lên nữa hả? Sao cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ? Ôi trời ơi ông anh ơi! Nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi, tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi Bạc đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì Bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái. Mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác, bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không dù? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu. Mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết, con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này. Ngày mai á, con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc. Người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm, ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bóng với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng mà cũng làm ra nhiều tiền ấy. Này. Vậy. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu. Tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Chị Lý Sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cũng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, tôi như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà thấy nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng lắm cái gì cho nó già người ta. Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường. Coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Ủa? Ơi anh hai ơi là anh hai. Anh bắt phone đi.
rồi em sắp chết rồi mà sao nãy giờ em gọi hoài không có chịu bắt phone em vậy hả? À, anh hai về sắp tới chưa hả? À, 5 phút nữa hả? Cái gì vậy? Anh là y tá mà, nãy giờ em xong thông báo em sắp chết rồi mà gọi 10 lần 5 phút, anh về chắc anh hốt xác em quá à. À, người ta tới rồi chắc anh không có cơ hội gặp em lần cuối. Vĩnh biệt anh. Tùng ơi, Tùng, trời ơi, thằng em tôi đâu rồi? Tùng, em nè. Mày làm cái gì vậy? Ra đây anh Biểu, ngồi xuống. Hai ơi, cứu em đi anh hai. Cứu em. Yên lặng. À, anh làm gì vậy? Bắt mạch cho mày. Nhịp đập em bình thường quá mà sao anh giật dữ vậy? Cái cách tôi coi mạch là vậy mà. Trời đất ơi, mà mày bị cái gì vậy? Em có bị gì hết. Không bị gì hết. Mày không bị gì mà mày hối tao? Tao đang đi làm mày kêu tao về nhà gấp là có chuyện gì? Em sắp chết rồi. Tao làm y tá trưởng ở bệnh viện gần 20 năm rồi, gặp bao nhiêu người bệnh nặng, muốn chết mà đâu có chết được đâu. Thấy chưa? Mày bệnh gì mà nói mày sắp chết? Em không có bệnh nhưng mà em sắp chết trong một cách đau đớn. À, ý mày muốn kêu tao chích mày một mũi cho mày chết khỏi đau đớn chứ gì? Trời ơi, giờ này mà anh còn giỡn nữa. Anh ơi, hôm nay là ngày khui hụi. Tháng nào mày không khui hụi? Mày là chủ hụi mà. Trời ơi, sao anh xì lô pepper quá vậy? Là cái gì? Chậm tiêu á. Anh hai ơi, em lỡ xài hết tiền hụi của người ta rồi. Cái gì? Mày âm mưu giật tiền người ta phải không? Trời ơi, em đính chính em không có âm mưu giật tiền nha. Em chỉ lỡ xài hết tiền của người ta thôi. Mày xài hết tiền của người ta? Dạ. Mày làm gì mày xài hết tiền người ta? Em... Mày đánh bài phải không? Dạ không. Kéo máy phải không? Dạ không có. Chứ mày làm cái gì? Em bị xui. Mày bị em cướp hả? Đúng rồi này, 11 thằng nó cướp em đó anh hai. Trời đất ơi, em cướp tới 11 thằng? Dạ, nguyên đội bóng đá nó cướp em. Em thua cá độ đá banh. Cái thằng quỷ. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Dạ. Cờ bạc bằng tiền của mình, lâu lâu trời còn thương cho trúng. Dạ. Cờ bạc bằng tiền của người khác thì chỉ từ chết tới bị thương thôi. Mày em không biết, nghe hả? Em biết lỗi em rồi. Anh hai à, nhà chỉ có hai anh em mà là anh em ruột đó anh hai. Anh em như thể tay chân mà. Anh hai cứu em một lần đi. Anh nghĩ đi, cái tướng em vậy mà giờ người ta tới người ta chặt đôi chân, rồi làm sao em sống? Giúp em đi anh hai. Cho em mượn một ít em trả nợ đi anh hai. Ít là bao nhiêu? 80 ngàn. 80 ngàn? Dạ. Thôi, tao không dám làm anh em như thể thì tay chân của mày đâu, nghe chưa? Mày nghĩ tao gì? Tự nhiên nó chặt tao hai cục chân, chặt hai cái tay. Tao về tao lết ra đường, tao xin 80 ngàn ai cho? Tao nói thiệt, bây giờ trong bóp tao 8 đồng còn không có. Có gì 80 ngàn? 8 đồng cũng không có anh hai. Anh hai, cứu em đi anh hai. Vì sĩ diện của gia đình, anh phải cứu em để giữ gìn cái uy tín của dòng họ nhà mình. Dẹp đi mày. Dòng họ nhà mình làm gì có uy tín mà giữ. Bà ta hỏi mày nè, mày chơi hụi tới 80 ngàn lận? Dây hụi cao cấp. Em rủ 8 đại gia chơi, mỗi tháng ta đóng 10 ngàn. Bây giờ 6 bà hốt rồi, còn có bà Kim với bà Chi. Một chút hai bà tới đây, bà nào hốt em cũng phải đưa 80 ngàn hết anh hai. Thiệt nha, tao không biết tại sao một thằng như mày á mà có thể gọi là thu phục người ta. Mấy bà đã giao cho mày cả đống tiền. Anh không phải là người nói câu nói này. Anh biết không, người Mỹ người ta có câu: đàn ông đẹp trai lôi cuốn đàn bà bằng ngoại hình, đàn ông xấu trai lôi cuốn đàn bà bằng tài năng. Em là thuộc cái loại thứ hai. Mày có tài năng gì? Tài năng của em là dụ được các bà đưa tiền. Mà anh hai ơi,
Cô em đi anh hai. Anh em như thể tay chân. Mày im cái câu lại nghe mày. Dạ. Hay chưa? Anh hai, kiếm cách cứu em đi anh hai. Nói thiệt á. Dạ. Tao mà không cứu mày thì mày trách là anh em không như thể tay chân. Đúng rồi. Thấy không? Tình nghĩa không có. Dạ. Nhưng mà cứu mày chắc chắn là tao cụt tay cụt chân luôn đó. Trời. Anh hai, anh nghĩ ra cách đi. Ba mẹ chết đi còn có hai anh em mình là hai anh em ruột mà. Đúng không anh hai? Quyền huynh thế phụ, anh nghĩ cách đi anh hai. Được rồi. Có ba giải pháp. Ồ, có ba giải pháp. Ba giải pháp sao anh? Một là mày năn nỉ xin người ta trả góp. Bây giờ một đồng em cũng không có, lấy gì góp. Hai là mày bỏ trốn. Trời cao đất rộng, em biết đi đâu. Còn thứ ba, mày không cần năn nỉ cũng không cần bỏ trốn. Cái này được nè. Cái giải pháp này người ta gọi là chiến thuật mặt dày. Mặt em thì vốn dĩ nó đã dày, nhưng mà không được đâu anh. Con mẹ Chi, mẹ nhiều chuyện lắm. Bây giờ bà đi rao hấp cái bô xa làm nốt, em không còn cái đất làm ăn nữa. Còn anh biết rồi, chồng bà Kim là xã hội đen mà. Em không giao tiền cho bà Kim, chồng bà giác súng qua đây, trời ơi, bỗng bắn em một cái không có còn chỗ để lũng nữa. Mình nghĩ cách thứ tư đi anh hai. Được rồi, từ từ tao tính. Ừ, tính đi. Trời ơi, nhà nó có chuyện mà ai gọi không biết. Alo, Điều đây. À, cô Linda hả? Ừ, bữa nay cô chịu khó trực giùm tôi nha. Bữa khác tôi trực thay lại cho. À, tất cả những cái hồ sơ trực đó tôi để trên bàn đó. Cô nhớ cái bệnh nhân giường số 4 nha. Ông bị cái bệnh amnesia là mất trí nhớ. Hôm qua ông bị đụng xe đó, đầu bị chấn thương. Cho nên cái đầu ông bây giờ như là tờ giấy trắng. Thấy chưa? Quên hết đi những chuyện quá khứ. Bắt đầu phải phục hồi lại từ từ. Yên tâm, cái bệnh này nó vậy mà, không sao đâu. Cô thích kê ông tôi nha. Rồi, cảm ơn cô, bye bye. Anh hai. Cái gì? Anh lấy 80 ngàn của em phải không? Cái gì mày? 80 ngàn em mới để đây nè. Anh đừng có chơi như vậy nha. Tôi giả mà tét miệng nha mày. Tao lấy tiền mày hồi nào? Nhà có hai anh em thôi. Em mới để 80 ngàn đây nè. Anh hồi nãy tao không thấy gì đâu. Trả lại em đi. Mày làm cái gì vậy? Đâu rồi? Em mới để 80 ngàn đây mà. Ủa, không lẽ mày bị mất trí nhớ hả? Đúng, em đã bị mất trí nhớ rồi anh hai. Anh thấy em diễn giống không? Tối hôm qua em đã bị đụng xe, và bây giờ em đã bị Indonesia. Amnesia chứ không phải Indonesia. Thì nói chung cái gì mất trí nhớ, cái gì là a được rồi. Nói chung là anh phải cứu em nha. Một chút nữa bà Kim với bà Chi bà tới đây, anh cứ nói là em mất trí nhớ rồi, em đã đi Indonesia gì đó rồi ha. Dẹp cái mày, tao không quen là bắt vui đâu. Cái kế này không có xong rồi đó anh hai. Tính cái khác đi anh hai. Ba má chết đi, quyền huynh thế phụ mà. Anh em mình là anh em ruột mà anh hai. Anh em như thể tay chân đó. Dạ, cứu em đi. Cái này là quảng binh thôi, tạm thời thôi. Em có tiền em giao lại cho hai bả liền anh. Cứu em đi anh hai nha. Thôi được, tao mà không giúp mày á, mày nói anh em á là không có giúp nhau. Đúng, không có tình nghĩa. Nhưng mà mày giúp mày á, chắc chắn là tao sẽ bị chặt tay chặt chân đó. Không có đâu, em kiếm tiền là em trả về mà. Giúp em một lần nha anh hai. Được em rồi. Vô nha anh hai, hai bà được tới rồi. Bây giờ nhưng mà nghe tao nhắc nè. Sao? Cái bệnh này là mất trí nhớ. Dạ. Cho nên mày nói càng ít càng tốt phải chứ. Nói nhiều nó lộ, hiểu không? Yên tâm nha. Giúp rồi, em. Rồi, tao vô tao chỉ mày nha. Dạ. Vô đây, bà vô đây. Trời ơi, tới ngày khui hụi rồi. Vô đây. Kỳ này bà nhường tôi khui trước nha. Bà, tôi đang tính năn nỉ bà. Đợt này bà cho tôi khui hụi đi. Tôi thấy chồng bà là xã hội đen, thiếu gì tiền. Ê, nói gì đó? Trời ơi, tại sao ai cũng đồn chồng tôi là xã hội đen hết trơn vậy? Rồi đồn ảnh chồng cái gì? Chồng cây cần sa gì đó. Bà ấy, chồng tôi mà chồng nửa cây thôi, nứt hồng tôi chết á. Ảnh không có chồng. Ảnh đợi người ta chồng. Sắp tới mùa thu hoạch rồi, ảnh mới kéo đàn em tới ảnh hốt. Vậy là đi ăn cướp rồi còn gì nữa? Nói gì? Không ăn cướp. Không, ý tôi nói là chồng chị là đi đường tắt, rất là thông minh. Nhưng mà thực ra đợt này chị cứ cho tôi hốt hụi đi, tôi đang rất là cần tiền đấy. Trời ơi, bà đi thẩm mỹ viện nữa hả? Cái gì?
Chị nói cái gì? Chị nhìn kỹ mặt tôi đi, mặt tôi coi còn chỗ nào sửa được không? Sửa được tôi bay về Việt Nam, tôi vào khơ thị tôi sửa mặt ngay. Rồi bà này bà ghen dễ sợ. Bà bây giờ còn sửa chỗ nào được nữa. Bà về đó người ta chỉ có cắt cái đầu của bà thay cái đầu mới thôi. Cái gì? Ở khơ thị người ta cắt được cái đầu mình nối vào cái đầu khác à? Trời ơi, quan tưởng quá đi trời ơi. Người đó người ta chỉ làm cho đẹp thôi chứ ai mà cắt đầu. Nhưng mà cần tiền để làm gì mà gấp dữ vậy? Ôi nói thật tình chị em với nhau. Đợt này tôi cần tiền để đi đến tiệm hột xoàn Hưng Phát USA. Bà này bà mê hột xoàn quá. Đâu có, chả là sắp tới là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Kỷ niệm ngày cưới thì chồng mình nó phải mua hột xoàn cho mình. Mắc gì bà phải đi mua? Ô bà Kim, bà lấy chồng Việt Nam mà bà không hiểu tính đàn ông Việt Nam à? Đàn ông Việt Nam là không bao giờ nhớ kỷ niệm ngày cưới hay ngày sinh nhật của vợ. Cứ đến ngày đấy bà thích cái gì bà cứ đi mua. Mua xong về bà cầm cái bill bà đưa vào cho chồng bà tính tiền. Trời ơi, ve cái gì mà ve. Tại vì vợ xấu quá nó quên. Thử vợ đẹp coi nó quên không. Giống như tôi nè, tôi đẹp quá mà ông đâu có dám quên. Ông đi làm về có bao nhiêu tiền đưa cho tôi. Nhiệm vụ của tôi ở nhà trang điểm cho đẹp rồi xài tiền của ông. Thế là bà có một người chồng quá ư là lý tưởng rồi đấy. Chưa lý tưởng nha. Người Mỹ người ta nói người chồng lý tưởng là người Mỹ. Nó nói là người chồng nào mà làm có được nhiều tiền mà vợ xài không kịp đó mới lý tưởng. Tôi đang kiếm nè. Hôm nay coi có anh nào coi được được tôi hốt luôn tôi bỏ thằng chồng của tôi. Trời ơi, thời buổi này tìm đâu ra một người chồng lý tưởng như thế. Có nước mà lấy Hoàng Kiều. Hoàng Kiều đó có lấy bà đâu bà. Hoàng Kiều người ta lấy 27. Mà hả, bà thì đâu có bận tâm gì về đường con cái đâu. Tôi thì một nách ba đứa con gái luôn. Bởi vậy hả, người ta nói là diamond forever. Kim cương là một cái gì đấy vẻ đẹp, vĩnh cửu, quý giá. Nên tôi cứ phải mua dự trữ từ từ để mai mốt con gái tôi nó lớn nó lấy chồng chia cho mỗi đứa một tí cho nó có của hồi môn. Một tí cái gì, bà đeo cái hột xoàn nào, hột xoàn ấy. Trời ơi, trời lỗ đầu người ta mà bà nói một tí. Trời ơi, có một tí đấy chứ mà sưu tầm mãi nó được một rổ đấy bà. Bà biết làm sao không? Gì? Thực chất ra là tôi mê hột xoàn. Nhưng mà cứ bận lắm, đâu có thời gian đâu mà đi mua. Ở nhà đếm tiền suốt. Mà cửa hàng Hưng Phát USA thì rất là đảm bảo uy tín. Tôi cứ vào trang nhà của họ, tôi search, tôi tìm một cái hột xoàn nào thích, họ gửi về cho mình. Đấy, tận nhà luôn mà đảm bảo nhá, uy tín hàng thật mà nước tốt nữa. Đấy, tôi đeo nè, bà thấy trời đẹp không? Ơi. Đấy, thôi, đẹp luôn. Kỳ này á, bà nhường cho tôi đi. Cho tôi hốt, tôi ra đó, tôi cũng lượm mớ hột xoàn coi. Nhà tôi cũng còn mấy cái rổ để chống đó. Ta nói à, cũng mua đeo của ổng nè, toàn đồ Hưng Phát không đó chứ. Đấy, đấy. Nhường tôi nha. Ủa mà sao kỳ nha, cái ông Tùng mỗi lần mà khui hụi là ổng gọi điện nhốn nháo hết, mà hôm nay không gọi. Đó, sáng nay tôi mới thấy chồng tôi đứng mài dao, tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày khui hụi. Bình thường ấy mà mỗi lần khui hụi là cha Tùng hay tổ chức tiệc Tùng lắm. Mà hôm nay không có tiệc thì ít nhất hai chị em mình đến cũng mời mỗi người bát yến xào đúng không? Đằng này không có yến mà lại nhà cửa vắng tanh như đám ma. Đến đám ma còn có cháo mà húp mà. Anh Tùng ơi! Anh Tùng ơi! Tùng ơi Tùng! Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Không cần, không, anh Điều! Anh Điều! Sao Điều hiu thấy ghê vậy? Sao thế? Anh sao vậy anh? Ngồi ngồi đi bình tĩnh, có chuyện gì mà mặt hớt hải vậy? Chủ gì? Sao thế anh? Tôi chưa thông báo cho hai bà nghe chuyện buồn. Ủa chuyện buồn gì? Em tôi thằng Tùng á. Sao ông bị gì? Tối qua tôi bị đụng xe. Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chết rồi hả? Chưa chết. Mừng quá. Chưa chết. Chết. Vậy thì cứ kêu ông giao hụi cho tôi xong rồi ông chết luôn cũng được. Trời ơi. Ông đau giờ ông sao? Ông đau rồi. Dạ, nhưng mà bác sĩ nói nó bị cái bệnh amnesia. Trời ơi, ở Mỹ mà sao ngu quá vậy? Vừa mới đụng xe đem vô cấp cứu điền, đem qua Malaysia chết chắc. Cái gì? Đem qua bệnh làm chi? Đem Malaysia hồi nào? Mới nói đó. Amnesia là cái tên bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà có nhớ tiền không? Nhớ tiền của tôi không? Có nhớ tiền không? Nó không có nhớ đâu. Hả? Hả? Mất trí nhớ là sao mà nhớ được? Hôm trước tôi thấy nó có đem một đống tiền mặt về đây nè. Tôi nghĩ đó là tiền hụi. Rồi tôi hỏi nó không nhớ gì trơn. Là tôi sao mà không nhớ được? Trời đất ơi, anh em với nhau như ruột thịt.
làm sao mà không nhớ được. Bà giấu tiền đâu chồng bà biết không? Chồng tôi dí xuống vô đầu tôi cũng không có nói nữa. Đó, huống gì là anh em mà không có biết được. Nhưng mà cái bệnh này á, ở Mỹ người ta đã chứng minh rồi, là có trí nhớ mà có quên, quên hết. Chỉ có tiền là không quên một đồng, một tắc để đâu cũng nhớ nữa. Đấy. Bởi vậy tôi nói ông nghe, bệnh này nó hay bây đó. Giờ cứ cách gì thì cách, ông cứ vào ông lôn Tùng ra đây, tụi tôi nói chuyện một cái là ông nhớ ra hết. Không được, nó không nhớ gì đâu. Tôi nhớ mà nói, bây giờ nhớ mà, ông cứ vào ông lôn Tùng ra đi. Không đó, thì ông đợi tôi đi, tôi gọi chồng tôi qua tán đầu nó xúc cái não ra nó nhớ hả? Trời ơi. Trời ơi, chồng tôi rảnh ở nhà đang mà giao đó. Bà sao nói chi năng gì ác đức vậy? Bây giờ người ta ai mà đi làm là bộ giả bị tai nạn bao giờ? Trời ơi, đi vào coi kêu ông Tùng ra đi, nhanh nhanh. Kêu ông Tùng ra đây. Kêu ông Tùng ra. Té lên. Chết tôi rồi bà ơi, 80.000 làm sao tiền đâu cho đi mua hộp xoàn được nó đây. Sao? Trời ơi, tôi lo quá bà ơi. Không biết như nào. Tùng ra kìa. Tùng ơi Tùng. Sao tàn tạ dữ vậy? Trời ơi, ông Tùng ơi. Sao thế này? Chết rồi, ông bị gì vậy? Đi đâu? Cho ngồi nghỉ liền đi anh. Ông đi đâu? Trời ơi, để xe nó đụng mà tan nát mặt mày. Tránh ra coi. Này. Ông Tùng ơi. Ông Tùng. Sao chào ông mà ông bơ bơ vậy? Ông Tùng. Chết rồi. Nè, ai là Tùng? Mày là Tùng với ai? Mày là em tao, tao là anh mày nè. Trời ơi, ông quên hết, ông không nhớ. Sao chào, chào đi, chào. Đây là Trần Tiêu Tùng. Xong ngơ ngơ vậy. Tùng chào. Chào Tùng. Trời cái gì vậy? Cái gì mà Tùng Tùng hết trơn vậy trời? Đâu có được. Mày nhớ lại coi, mày là Trần Tiêu Tùng. Mày là em tao, tao là anh mày nè, mày không trời nhớ hả? Bà ơi, giờ làm sao giờ bà? Hả? Em là Trần Tiêu Tùng. Ủa anh tên gì? Trần Tiêu Điều. Cười gì vậy? Cười gì vậy? Tại tôi thấy buồn cười quá. Bộ cha mẹ ông hết tên hay sao mà đặt hai cái tên hai anh em mà như là rớt vào hố đen thế. Má tôi nói á, hồi nhỏ tôi sinh ra tôi đẹp lắm. Sợ ông bà bắt mất. Nên mới đặt cái tên thiệt là xấu là Trần Tiêu Điều để ông bà đừng có bắt. Cái mặt ông hồi nhỏ đẹp lắm hả? Nhìn mặt vậy mà đẹp mới ghê chứ trời ơi. Đó. Cái hàng xóm gặp tôi là cứ bồng à, cứ nựng nựng giống như nãy giờ bà nựng vậy đó. Nựng riết hai má tôi nó sệ luôn vậy. Thì đúng rồi, người ta nựng ông nhiều tại người ta tưởng ông là con chó mạch sệ đó. Ông mới nựng. Giờ này còn quan tâm cái chuyện đó nữa. Ủa mà hồi nhỏ ông đẹp rồi ba má ông đặt tên xấu cho ông bà đừng có bắt. Còn ông nội này ông xấu sẵn rồi đặt tên xấu luôn chi vậy? Có bật tên đẹp cũng đâu có ai bắt đâu. Đấy, bởi vậy. Tại ba tôi họ Trần, má tôi người Việt gốc qua họ Tiêu. Cho nên nó ghép hai cái họ là đặt tên cho tụi tôi. Trần Tiêu Điều. Trần Tiêu Tùng. Cũng may là có hai anh em á, đẻ thêm đứa nữa chẳng lẽ đặt là Trần Tiêu Tiêu Chảy. Cái gì vậy bà? Bà này ăn nói dơ giấy à. Bà đi kì. Bây giờ tôi mới là Trần Tiêu Đời đó nơi nè. Này này, tôi là Trần Tiêu Tan luôn đây này. Bây giờ tát 1.000 đâu. Này. Này, tôi nói ông biết nha. Ông bị gì chúng tôi không biết. Ngày hôm nay công việc của chúng tôi đến đây để là khui hui, khui đi, khui khui khui. Đúng. Bây giờ mình phải khui bia ăn mừng. Cái gì? Cái gì vậy? Trời ơi, chưa có hổ phụi mà đâu mà khui bia ăn mừng. Trời ơi. Ông ơi, ông nhớ lại đi ông. Này, hai bà này là ai vậy? Đây là bà Kim, bà Chi, hai người chơi hụi với mày, mày là chủ hụi đó. Nhớ không? Nhớ. Chi. Bà Kim. Bà Chi. Không trời phải. Bà phải. Kim Chi. Tôi là Kim. Kim Chi. Đúng rồi. Tự nhiên thèm thịt bò Hàn Quốc quá. Cái gì vậy? Không nhớ rồi kìa. Anh ơi. Thịt bò chấm mắm tôm ngon quá em thèm. Đó thấy chưa? Sao nhớ nhớ lúc quên. Thịt bò ai chấm mắm tôm? Trời ơi khổ quá mà. Ông hỏi cái vụ tiền đang để đâu coi. Đây nè. Dạ. Mày nhớ kỹ một lần nữa đi. Mày để tiền ở đâu nói anh lấy đem trả cho người ta. Trong ngân hàng đấy, ngân hàng đấy. Hay là mày bỏ trong city box ở ngân hàng. Nấu đi ngày mai tao chở mày ra ngân hàng lấy. Ngân hàng là gì? Em chỉ biết hai chữ nhà hàng hả? Trời ơi. Mày lôi ông bà lôi ổng vô đây coi. Trời ơi, sao ngơ ngác ngác vậy? Không nhớ gì hết. Ông vào đây. Trời ơi, để tụi tôi. Bây giờ không nhớ tiền bạc của tụi tôi. Mày nhanh nhẹ tay giùm cái bà ơi. Trời ơi. Nó đang bệnh đó. Cái này số mấy? Số 3. Đó, bắt đầu nhớ rồi đó. Bắt đầu cái này nhớ. Số mấy? Số 8. Đúng rồi, 80.000 của mình. Đúng rồi. Tổng thống Mỹ tên gì? Tập Cận Bình. Trời ơi.
tổng thống Mỹ mà ông đổi thành chủ tịch Trung Quốc luôn mới ghê chứ trời. Trời ơi, 80 ngàn đô Mỹ mà bây giờ ông đưa 8 ngàn tiền Trung Quốc, chắc tôi giết ông quá. Anh hai, em sợ quá anh hai. Đừng tiếp, cái bệnh này đó mà bà làm ồn ào quá nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn, hiểu chưa? Để tôi. Em, anh dạy em mà sao em mau quên vậy? Tổng thống nước Mỹ là cái ông Dano gì đó, nghe coi. Em nhớ rồi. Tổng thống Mỹ là McDonald. Ba người bất trí hả? Tổng thống Mỹ là McDonald, ta là Donald Trump. Trời ơi, ai mà nhớ. Sáng nào cũng ăn McDonald hết thì nhớ McDonald thôi. Tổng thống có cho cái bánh nào đâu mà nhớ tên ổng. Trời ơi, bây giờ ổng tên gì thay kệ ổng đi. Quan trọng là giờ 80 ngàn của tôi nè. Thôi nè, bà bình tĩnh đi, bà đừng có làm ồn. Không làm ồn phải không? Bây giờ tôi hỏi tên một người này là ổng biết liền à. Ổng nhớ rõ rồi. Nhớ chồng tôi là ai không? Đấy, chồng bà là nhớ ngay. Nhớ. Chồng bà là cảnh sát, chuyên đi bắt xã hội đen. Mày mới nói gì vậy? Dạ, anh hai ơi. Thường mà cái nhan sắc này là cảnh sát nó thấy nó hay bắt nhốt lại lắm á. Mà sao ông cảnh sát nó chịu lấy bà làm vợ vậy anh hai? Cái gì vậy? Mày nhất. Dạ. Đứng lên. Dạ. Mày bên tông phải dạy mày. Dạ. Không bao giờ bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, thấy chưa? Xin lỗi bà, có lẽ nó uống nhiều painkiller quá cho nên mắt nó mờ, không có thấy cái nhan sắc tuyệt vời của bà. Ghê, tôi xấu là chết với tôi á. Dạ. Bây giờ tôi nói hai bà nghe. Ông bà đừng có nghi vấn gì hết. Tôi thấy tình hình này ông Tùng ổng bệnh nặng lắm. Dạ đúng rồi. Mình phải có cách nào mình chữa trị cho người ta để cho người ta hết bệnh. Ông, theo cái kinh nghiệm nhiều năm mà làm y tá trưởng của ông hả? Ừ. Thì cái bệnh cà chớn này bao nhiêu lâu thì nó hết bệnh? Có thể vài ngày. Vậy được. Có thể vài tuần. Ừ. Cũng có thể vài năm. Cái gì? Dẹp. Vài năm mất giá tôi hết. Nhưng mà mau chậm là ăn thua cái cách mình điều dưỡng và cách đối xử của người chung quanh. Tôi yêu cầu các bà phải nói năng nhẹ nhàng, đừng có để thằng em tôi nó giật mình, nó sẽ bị mất trí vĩnh viễn. Đúng rồi. Hay chưa? Đúng rồi. Rồi, nhẹ nhàng. Bây giờ bà mấy bà phải nhẹ nhàng. Ý cách. Không, không, không. Bây giờ cách gì phụ, cách gì mà bằng mọi cách trong Tùng hết bệnh là tôi phụ ngay. Bây giờ cách gì ông chỉ đi, tôi làm ngay luôn. À, mình phải cho nó uống những loại thuốc bổ. Và những loại vitamin phục hồi trí nhớ. Rồi, được rồi. Tôi đến pharmacy, tôi mua thuốc bổ cho ông Tùng nhé. Dạ khoan. Còn nữa. Còn cái chế độ ăn uống dinh dưỡng nữa. Vậy hả? Dạ. Ăn uống hả? Dạ. Anh Tùng, từ sáng giờ anh ăn gì chưa? Ô, anh chưa ăn gì hả? Thôi để đó em đặt đồ ăn cho anh nhé. Alo, Quán Hương hả? Dạ, cho em gặp anh Hoài Tâm ạ. Anh Tâm ơi, anh cho em đặt một con gà con hầm sâm cao ly, nấm đông cô, bạch quả, nhãn nhục nha. Dạ sao anh, gà con hết rồi hả? Thì mình nói với bào ngư tôm hùm cũng được. Cho vậy bào ngư tôm. Em quên hết rồi. Ý tập ba không à. Dạ, tại giờ sáng tôi nói nó ráng hết bệnh đi, tôi dẫn nó đi ăn lobster với scallop. Ôi bà cứ nghi ngờ làm cái gì. Ổng bệnh thật rồi, mất trí nhớ. Để đó tôi đi ra tôi mua đồ ăn với lại mua thuốc bổ cho ổng nhá. Dạ dạ. Sáng đó mua thêm ít trái cây. Ít trái cây dạ, mà hôm nay uống tụ sinh nhiều quá nên cần uống ăn trái cây cho nó mát. Dạ. Mà muốn ăn trái cây gì? Dạ nho, cam, táo, chuối gì cũng được, miễn là cái nào miễn có là vitamin C với lại potassium là được. Mày cái đó đâu có khôi phục trí nhớ anh hai. Chứ em muốn ăn gì? Dạ sầu riêng Mã Lai, nhãn Hawaii, dạ chôm chôm Thái Lan. Hả? Cái gì? Bệnh gì ăn cái thứ ác nghiệt không vậy? Ăn cái đó bên nước này nó còn mắc hơn ăn gà ăn vịt nữa. Mắc là gì vậy anh hai? Không anh có hai, đâu. Anh hai. Chắc có lẽ là nó mới đọc trong cuốn sách chữa bệnh bằng trái cây. Đây này, chữa bệnh bằng trái cây này. Bà sao bà cứ đặt nghi ngờ suốt rồi. Người ta đã bệnh thật rồi, người ta u cả cái đầu lên. Bây giờ này, mấy người ở đây nhá, chăm sóc anh Tùng hộ tôi nhá. Tôi đi ra ngoài tôi mua thuốc này, mua đồ ăn này, mua tất cả mọi thứ về đây cho anh Tùng nhá. Rồi, tôi đi. Tôi mua thì mua nhanh đi. Rồi, tôi đi ngay. Bà Kim. Cái gì? Giờ còn một mình bà đây, tôi biết bà cái tánh bà thì nóng nảy. Tôi nhờ bà chuyện này, bà chịu khó chăm sóc, chiều chuộng nó một chút xíu thì bệnh nó mới mau hết. Nó hết rồi thì nó có tiền trả cho bà ha. Ngoài lấy giùm em ly nước đi. Kêu ngoài lấy cho nó ly nước kìa. Không, kêu bà.
Ngoại lấy giùm chừng con ly nước đi. Hay quá, đây là triệu chứng nó bắt đầu phục hồi trí nhớ rồi. Nó nhớ ngoại nó. Bà làm ngoại, bà ngoại nó đi. Ngoại à, con đợi ngoại chút nha. Ngoại dạ, từ từ lấy nước cho con. Nước hả con? Dạ, thông cảm mà ngoại dạ, từ từ lấy chai nước. Nước hả con? Nước hả con trai? Sao dớt vậy con? Đâu rồi? Ở dưới kìa. Dạ, má lấy chai nước lên cho con đi. Ờ, đợi ngoại mà già lắm rồi. Đi nhiều khi một tháng mới lấy được. Ngoại hả? Nó mới kêu má. Tức là nó nhớ má nó rồi. Trời ơi, chăm sóc má. Ừ, chăm má sóc. Nè con. Má nè, con muốn gì? Má lấy chai nước lúc con uống đi. Má lấy chai nước, nước đút uống. Nhớ rồi, được tới má rồi. Nhớ tới má rồi. Từ từ uống đi con. Thảo quạt. Sao con? Thank you. Biết thêm kêu rồi. Biết cảm ơn rồi, biết cảm ơn má. Trời ơi, mừng quá. Mà lấy cái gối kê cái chân cho con đi. Nè nè con, gối nè. Kê chân lên coi. Kê chân lên. Đã không con? Hồi nhỏ má hay bóp chân cho con lắm á. Hồi nhỏ má bóp chân, má thương má bóp chân á. Má chăm sóc cho con. Sắp phục hồi trí nhớ rồi. Con tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép mà ngày dài tôi mang ơn. Con muốn bú sữa quá. Bà nội cha mày. Trời ơi, cái mặt mày bây giờ con đòi bú hả? Mặt mày là cai sữa 3 năm nay rồi. Trời ơi, nó mà bú sữa thì banh buồn sữa nó hay gì. Bà Kim ơi, nhẹ nhàng, không có được làm cho nó bị sốc. Sốc cái gì? Con nít người ta nó ngó rồi cái mặt, cái cưng bó mặt, cái nhìn cái bằng mà bằng não đó kìa trời. Anh hai ơi, anh hai. Bà muốn có tiền không? Muốn. Chiều chuộng nó đi. Chiều chuộng. Ờ, má nè con. Mà lạ quá. Má xin lỗi. Con nhức đầu. Trời ơi, nhức đầu kìa. Trời, bây giờ làm sao không? Chăm sóc cho nó đi. Bóp cái đầu đi. Bóp đầu cho nó đi. Để má bóp đầu cho con nha. Bóp đầu mà. Ây da, ây da. Trời ơi, sao mà bóp vô cái chỗ u của nó vậy? Đau quá. Ủa, nó bị đụng xe sao mà? Mà sao, tại sao bóp vô nó kêu chịu chết vậy? Nhiễm trùng. Tôi phải để một cái cây của trụ sinh vô chọc. Bóp vô nó kêu báo hiệu tới giờ phải bơm thuốc vô. À vậy hả? Cái lỗ đi bơm thuốc vô hả? Dạ. Trời ơi, bó kỹ kỹ chứ sao bóp vô cái nó xì hơi, nó kêu chiếu chiếc. Anh hai ơi. Sao? Giờ em nhức cái dai quá. Nhức cái dai. Đây, bóp dai cho nha. Bóp dai cho nha, bình tĩnh nha. Đúng rồi, bóp dai, cái dai nó liên quan tới cái đầu. Bóp cho nó mau tỉnh hơn nha. Em đi bóp cũng được ha. Sao? Chút nữa mình tiếp nhiều hơn chút. Cái gì vậy? Bóp mạnh quá. Có cái đấy đây. Đồ ăn thức uống này. Sầu riêng mã lai là có sầu riêng mã lai trong anh đây. Qua bên đây. Trời ơi. Đấy, nó nặng quá mà nó tuột ra luôn này. Đấy. Thơm quá. Thơm không? Đấy, biết thơm là tỉnh rồi. Ủa, trái này ăn làm sao? Trời, trái này hả, ăn dễ lắm. Lột cái vỏ ra, lấy cái ruột ra, vứt cái ruột đi, nhai cái vỏ, nuốt cái vỏ trong họng là hết bệnh rồi. Trời đất ơi. Ủa, ăn vậy hả? Ừ. Tuốt cái vỏ này vô rồi cái miệng nó tét sao? Có đâu, cái miệng này nó nuốt ba trái này cũng chưa tét đâu. Thôi, bây giờ tôi ở đây tôi cũng chăm sóc nãy giờ rồi đó bà Chi. Hả? Tôi chăm sóc rồi. Thôi bây giờ hồi nãy bà nói với tôi là bà thèm ăn xoài đúng không? Tôi ra tôi mua cho bà trái xoài, bà cạp cái hộp. Thôi bà này bị điên à. Dầu sôi nửa bỏng không lấy 80 nghìn tự nhiên đi rủ đi ăn xoài. Bà cứ nghe lời tôi đi, bà đã mệt từ sáng tới giờ rồi. Để anh em ta nghỉ ngơi rồi tiện đâu người ta nhớ ra. Họ thân quá, này tôi không có mê xoài. Tôi không mê hột xoài, tôi mê hột xoàn hưng thì phát. Thì cứ ra ăn hột xoài trước đi rồi lát có hột xoàn. Không, tôi nghe hột lời xoàn. Tôi đi bà. Mà tự nhiên bảo người ta đi. Cho người ta nghỉ ngơi mà. Trời ơi, cái gì mà tự nhiên đi này. Trời ơi. Hai cái con mẹ ngu ngốc. À, thấy không? Bà Chi là cái con mẹ khờ nhất. Đã vậy còn có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày làm kiếm tiền mua hộp xoàn. Để làm gì? Mốt đám cưới bùng của chứ làm gì. Nhưng mà em nghĩ không ai lấy ba con quỷ đó đâu. Còn cái con mẹ Kim nữa. À, thấy không? Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm hết.
Mà cái lúc mà bà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc bà xấu đau, xấu đớn, xấu banh nhà lòng luôn á. Mày im cái miệng lại, mày đừng có tự phụ. Cái kế này chỉ quản binh thôi. Nhiệm vụ mày là phải lo kiếm tiền để trả cho người ta, nghe chưa? Em biết rồi, nhưng mà... Tao chưa bao giờ làm ba cái chuyện gian dối như vậy. Mà vì mày tao mới làm. Bây giờ mở nhà, tao đi làm. Rồi, chưa? Rồi, yên tâm đi, em kiếm tiền em trả cho người ta. Làm cái gì? Ông đi đâu? Ủa, à, sao nó lẹ quá vậy? Vô đi, vô đi. Làm chi cho nó mệt cũng biết nữa à. Ờ, hai bà quay lại. Quay lại cái gì mà quay lại hả? Nghĩ sao mà bỏ con dịch vô đây hả? Trời ơi, trời đất ơi, tưởng tụi tôi con nít hả? Trời ơi, bây giờ bước qua bên. Bây giờ bà có muốn tôi nghe nó nói xấu bà không? Nó nói lúc nào? Đây, trời, điện thoại tôi đó. Bà để quên điện thoại ở đây luôn hả? Để quên cái gì, tôi để lại để gài chứ để quên cái gì. Bà bước ra đây, bà nghe đây nè. Ừ. Trời ơi, qua mắt tôi hả? Nói xấu bà đây nè. Hai cái con mẹ ngu ngốc. Nhất là cái con mẹ Chi. Bà khò dễ sợ luôn vậy. Rồi cái bà đã có ba đứa con gái xấu đều. Bởi vì ăn xong suốt ngày bà làm, kiếm tiền mua hộp xoàn để sau này đám cưới bù của. Nhưng mà em nói anh nghe, ba con quỷ đâu mà ai lấy đâu. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Bà nói xấu bà, nó nói bà khờ đó. Đẻ con xấu như quỷ. Tôi không ngờ là cha Tùng này cha dám nói tôi khờ, mà nói tôi ngu ngốc, mà nói con tôi xấu nữa. Cảm ơn ông nha. Nhờ ngày nay ông nói như thế mà tôi bớt khờ nhá. Bây giờ nè, bà xong rồi tới phần của tôi. Nó cũng chửi tôi chứ đâu có vừa vậy. Nghe. Còn cái con mẹ Kim, trời đất ơi. Bà ngu mà lúc nào bà cũng tỏ ra nguy hiểm. Mà cái lúc mà tỏ ra nguy hiểm là cái lúc mà xấu đau, xấu đớn, mà xấu banh nhà lòng luôn. Đó, bà thấy chưa? Nói mình vậy đó, may là tôi để lại tôi thu đó. Thôi bà, nghi ngờ rồi. Bây giờ tôi có cách rồi. Gì? Bà đưa cái điện thoại này đi. Tôi đem đến, tôi nộp cho Polis. Nói Polis đây là cái bằng chứng tố cáo người ta quỵt tiền mình cho vào tù. Hơi đau. Người ta có câu vô phúc đáo tụng đình, chờ được dạ thì má đã sưng. Hơi đau vậy. Bà không biết chồng tôi là ai à? Tôi gọi một cuộc điện thoại thôi, coi nó trả hay không. Ông xã hả? Ừ, em nè. Anh ba chanh dây của em. Ê, bà cho tôi hỏi ý kiến. Chồng sao đen mà sao tên Thánh Thiện ba chanh dây? Tại tôi khoái uống chanh dây, ông đặt cái tên vậy cho tôi vui. Anh ơi, người ta giật tiền em đó anh. Mà giật tiền em là anh biết giật tiền của ai rồi phải không anh? Thôi, đem hàng qua kia cho nó mệt. Anh cứ đi người không. Sẵn á, đem cái cây chanh dây qua đây cho em. Lấy chanh dây nặng nước cho em uống. Còn lấy cái gai chanh dây đó, anh đè thằng Tùng xuống, anh khều hai con mắt nó lên cho em. Chị, gì bà chắc dữ vậy? Chị Kim, chị Kim. Dạ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn chị Kim. Dạ, chị chọt đuôi mắt em rồi, em đâu còn thấy đường để đếm tiền hụi trả chị. Vậy bà ác. Bà ác quá. Sống như vậy thất nhân thất đức lắm. Mình sống mình phải từ bi. Bà làm như vậy làm gì cho cực. Bà cứ cầm trái lựu đạn qua và ném thẳng vào nhà chúng nó cho nó chết banh xác là nhanh. Anh hai, mình chết chùm đó anh hai. Mày lo tao theo chứ gì nữa. Không ơi, anh em như thể tay chân. Mày im đi đây. Dạ, cứu em đi anh hai. Thưa hai bà, tôi biết là nãy thằng em tôi nó làm ba cái trò lừa gạt như vậy là không có đúng. Với lại nó có lỡ xúc phạm là chê hai bà xấu. Đó, đấy, cái chỗ đó đó. Tiền bạc đối với tôi không có quan trọng. Mà tôi biết chắc nó cũng không dám giật tôi. Nhưng mà cái quan trọng là nó dám chê tụi tôi. Ha, mà quan trọng nhất là nó chê tụi tôi xấu. Ở trên đời này tối kỵ nhất của người phụ nữ là chê ngu và chê xấu. Ngu à, có thể bỏ qua. Nhưng mà xấu á, thì tôi thù triền kiếp. Tới đời cháu, đời chắc tôi cũng bắt nó phải trả thù. Dạ, yeah, tôi biết. Tôi biết mà thù triền kiếp, tới đời cháu mới bắt trả thù. Nhưng hai bà cũng đừng có quên, hồi nãy hai bà cũng đã chê hai anh em tôi mới sinh ra đã xấu rồi mà. Dạ đúng rồi. Không có sao. Này, ông lại đây tôi nói cho ông biết. Dạ. Người ta có câu trai tài gái sắc đúng không? Đàn ông mà người ta có chê xấu thì cũng không sao. Tại đàn ông đâu cần đẹp. Còn phụ nữ chúng tôi là cấm tiệt không được chê xấu. Khi mà chê phụ nữ xấu mang một cái tội rất nặng, đấy là tội hình sự. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Đấy, bởi vậy bây giờ ông trả tiền đi. Trả tiền cho chúng tôi đi. Dạ. Dạ tôi tính vậy. Để ngày mai đi, tôi sẽ chạy lên ngân hàng thế chấp căn nhà này, rồi rút tiền ra trả tiền hụi cho hai bà. Đấy, cách đó được đó bà. Tôi thấy được đấy. Dạ. Thì anh hai,
Trời ơi, công nhận anh hai sáng suốt dễ sợ luôn vậy anh hai. Nhà giờ nó có giá lắm. Anh hai rút ra 100 ngàn đi. 80 ngàn mình đưa lại cho hai chị. Còn 20 ngàn anh hai cho em làm vốn. Em thề với anh hai, kể từ bây giờ em sẽ làm ăn chân chính bằng hai bàn tay. Mày làm cái gì? Em sẽ kéo máy, chúng chắc mát kiếm tiền trả anh hai. Đập chích cha mày bây giờ. Không, không có. Mày kéo ha. Mày kéo nó xuống hòm luôn ha. Anh em như thể tay chân mà anh hai. Dạ chứ vậy có được không phải hai bà? Được rồi. Ngày mai á, lo bà kiếm tiền trả cho tôi. Không có, tôi dẫn chồng tôi qua tới, nghe chưa? Dạ, dạ, dạ. Còn biết qua cảm ơn người ta. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Chịu. Dạ. Em cảm ơn chị khôn. Đấy, được đấy. Dạ, nói chung là tính tôi từ bi lắm. Người ta quan niệm rồi, tiền không là tất cả, nhưng mà muốn có tất cả mình phải có tiền. Đấy, bởi vậy cứ trả tiền là xong hết. Trả tiền đi. Dạ, dạ rồi để anh hai em cầm nhà rồi rồi trả tiền lại cho rồi, anh rồi, chị. Rồi tôi lo. Dạ. Nè. Dạ. Qua cái việc này mày có học được cái gì không? Dạ có. Mình không có nên lường gạt người khác. Sai. Đó không phải là bài học lớn. Bài học lớn là không bao giờ chê đàn bà xấu. Đúng. Dù họ có xấu thiệt. Cái gì? Nở rần rần, đón Việt Kiều có khác. Anh hai trời ơi, hoa vẫn còn chờ đón. Ô anh hai về. Em. Anh. Gì? Sao mùng 1 Tết không về? Em mặc cái bộ dài từ mùng 1 tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi. Mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng 1 Tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được. Thế nhớ. Nhưng mà cẩm nang du lịch Việt Nam có dạy. Dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan, không bao giờ về đúng ngày Tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh kẹo kiệt dữ à? Mày nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn á. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 ký cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 ký cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 ký cherry bò trong cái vali. Mày định hát nha, nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke vậy, sớm vậy, mắt vậy, em tắt hoài à. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Ừ. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á, em đăng ký cho anh, nhưng mà em nghĩ rồi, trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn, mà ngày xưa em làm thư ký với chồng em biết tẩy người ta rồi. Ừ. Cho nên thôi em nhận cái việc làm mai này luôn, người ta đã gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu, tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Ừ. Nhưng cứ gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á. Ừ. Hiểu không? Ừ. Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Ồ. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy cười lắm, hiểu không? Gái cái giống sao? Mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó kêu ú cú 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 cú. Thế ghê vậy? Cái con chim cu đực á, nó mới bay tới, người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Ủa? Hiểu không? Người ta gọi là gác cu. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì hết trơn á. Cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như là mai vậy đó. Hở là mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái, có chuyện gì nó lôi mày ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. À. Trời ơi, nó giật sạch trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Em viết phải, mình phải giật tít liền. Sao? Em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa mày sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tiếp như vậy đó, gọi là giật tiếp đó, ở Sài Gòn mình nó ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cái người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn mặc đa nồ. Thèm mắm ruốc Việt Nam. Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút 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 nè, hết rồi mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Mày nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà.
Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô môi nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi lỡ tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tiếp là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh. Trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân á, single mom đó, phải vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên cho những cô gái mồ côi không cha, không mẹ, không anh, không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì? Tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy. Nè, chứ tao thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia nào sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ê, ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán chứ mày. Thân tao như vậy đâu tính giá bèo được. Trời ơi, thân anh bộ ngon. Ê, anh. Gì? Anh yên tâm đi. Nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em, gái anh, gái ruột đây, sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì? Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh. Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy mắc gì thù tôi. Mắc cười quá đáng ổng điên về không biết tôi. Thôi mày ơi, tao giỡn thôi, mày làm gì dữ vậy? Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cột sống hả? Không biết nè, cho mày coi. Cái gì đâu, dở coi coi. Trời ơi, sao lông bát mà dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi, nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà, nó nghe đã anh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó, mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi, năm nay năm tốt mà, phải dí với chó chứ, còn mình là cái xương cụt á. Anh ngồi có bị đau, có dán đó không? Có, tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy rồi con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải, em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra ha. Con nhỏ này hà tiễn gì, hà tiễn kỳ cục. Trời ơi, bây giờ bệnh mà bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngắt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Trời ơi, bây giờ ai người, mấy người mà có tiền á, Việt Kiều rồi gì, người ta về Việt Nam này nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì CI hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết anh văn đâu, tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè, tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, có máy móc của Singapore, Nhật Bản đó. Mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. Đây nè nè nè. Hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương châm nè. Phương châm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô, chồng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì?
chụp toàn thân cái gì toàn thay, mày nói thế ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Mình gì là lòi ra hết máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê, hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thứ mốt mà nằm chồng lên nhau chụp một lúc. Chụp kia 2-3 lần. Tụi lao cho nổi, chụp xịn lắm. Người chụp 8-5 tấm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kể như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi được. Tiếng. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe đó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc. Đó. Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Ồ, chị Phượng đây à. Dạ. À, hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Ừ. Chị là... À, xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùng đâu? Vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu có cần chú lùn chi nữa. Trời ơi, cái gì mà mới vừa vào bị dập tưng vậy. Chị, mình quá tươi về. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Z tô răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn, nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở, họ cứ húp cái giọt thế là xong. À. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ngay cả vấn đề nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn gì đó, mà đi ra đường có nói, oh, you are so beautiful. Dạ, đúng rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay. Bỏ bữa nào không hay, còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen, mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, à, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi, tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi. Nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô. Tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Ồ, Đinh Tài Phùng, nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ cái tên thôi chị. Ừ. Em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? À? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. À, thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô, thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn mặc McDonald's, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chúng mình đẹp đôi quá. Trời ơi, chị ơi chị. Dạ, anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở gian mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À, bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một két trẻ. Đấy, như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi dồi ôi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mình nhìn vẫn còn gợi cảm thế đấy. Cứ như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng của, không có nhu cầu. Cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ. Dạ, để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Ồ, tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ, đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi. Số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ? 60.000. À, tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì. Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ,
Người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy thì không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mai mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60.000 đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt. Nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng lại bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi, chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20.000 chắc đi qua Bắc Hàn á. Qua Bắc Hàn bà ôm bom nguyên tử hả bà anh hả? Trời, ôm bom bên đấy cho banh xác à trời. Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20.000 chị kiếm người khác làm đi, chứ anh em tụi tôi là coi cancel chị nha. Để tôi gọi điện cho người khác. Phượng, Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. À, bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy. Nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây ấy, cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà cô, tôi đem lo cho chị chu đáo cho mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nhá. Cô này đúng là một doanh nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá là 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Dạ. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau. Để khi mà qua Mỹ mình minh bạch, nhưng mà mình phải set up một tí. Là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông, để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó, chính xác đó chị. Quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị, còn anh của tôi là đi tù. Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải loan ra 50.000 ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50.000 hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặng. Hả? Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi. Bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy bà thấy không? Yeah. Cái bà mà vợ ông Tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi làm sao mà lấy ông này được. Ông này là già khú già sa khắm hết đát rồi. Dạ vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cứ vì tiền mà làm thôi ha. Và rồi. Cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y như vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á, ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu là đậu liền. Đó anh của em á là Đinh Tài Phùng mà, Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lạch anh hết rồi. Còn gì nữa đâu. 60 rồi đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao anh nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi, 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 này, này, này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ, đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Nhà cả nó phải lấy cái phần chứ làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi cái gì vậy trời. Bảo là tốn tiền ông chụp hình. Kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à. Trời ơi nhưng mà tụi em là gia đình. Có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo. Mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh. Trời ơi chụp hình lên là người ta tin liền. Trời đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi. Vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà miễn quan trọng miễn là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ ăn gì em ăn. À bà Tuyết à,
Mọi cái chi phí đó, đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi, chỉ lo vé máy bay rồi thì thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng. Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi gì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Rồi, tôi biết tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn bây giờ tập đi, hai người tập với vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi, lỡ người ta tới đó người ta phỏng vấn là hai người phải ngồi sát vô coi, ngồi giống vợ chồng coi. Trời đây dạ vợ chồng của anh chị hai em ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Thì sao? Trời ơi, ngồi không có lãng mạn gì hết trơn, vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi, không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết lấy lợn xong rồi đấy, mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán nó sơn đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè, bây giờ nè. Quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình. Nghe, em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè, 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 tè. Tè, 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 tè. Tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè, 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè, 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi, ông tè ra quần là hết hôn luôn á. Khó khăn đó. Này, bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít ấy, thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ôi, nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua nhiều nhiều một chút. Chia cho tôi phần nữa. Nữa hả? Trời. Mua dư cho em luôn nha, em thấy hai người hôn em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hôn chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á, là phải vô phòng the. Nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi. Trời. Cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi. Vô phòng nằm. Gì nằm cái ghế đây? Nằm sát với nhau nè. Nằm với nhau. Nằm. Rồi lõa thể ra. Rồi giả bộ selfie. Nhưng mà thật ra là em chụp hình cho sở di chú tao thấy. Lõa thể ra lõa lồ. Mặc áo yếm khiêu gợi lên coi. Rồi. Rắc. Đẹp quá. Trời ơi trời. Cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đó ông nội. Trời ơi, heo gì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không hết lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về, chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua, chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, dạ. Mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bãi quá vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy. Chưa có làm gì mà sao mọi người làm thấy ghê quá vậy? Hồi nãy ba đè tao một cái rắc đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Kệ, bà này bà hôi heo một chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi. Bà nói tao hèn nọc chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà được bà thứ hai tới là heo rừng nó tao chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Võ dạ. Tòng đâu em? Dạ Tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng sát tẩu. À dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn chị.
À, chị ơi, chị hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À, ông Việt Kiều đâu, ông không có về em ơi. Bậy. Cái gì vậy? Tao bẻ xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ, Đinh Tài Phùng đây. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sắp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết. Chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ, chị ơi, bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Dạ. À, bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà, nên hôm nay em bận áo dài đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao, đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây đúng là em cho anh mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhung nhớ. Sao ta? Thấy gái hả cô khô à? Song ca hả? Song ca hả? Năm. Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Ờ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi? Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skincare. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bà nội. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, tôi đánh kem trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt, nè chị nhìn nè, mặt ảnh hơi sệ. Nhưng mà nếu mà chích Botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục, thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 thì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em vẫn mãi là người đến sau. Không, người ta tới trước nên gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. À, tao quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đêm có hai. Mày tát tao lại cho mày. Live show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết dẹp qua mình. Em. Dạ. Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Thằng Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội cha đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nè. À, lộn, anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy. Cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh. Nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch rồi chợt tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết bởi chú lùng cho tao. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn là em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Ừ. Em áy náy quá. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta,
Anh ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu, anh là ruồi trâu á anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được, miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh ơi, anh em, Thái ơi, anh Thái. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết. Qua Mỹ, em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, cái mượn chút xíu, không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phe, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó? Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Chồng mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ như pháo Tết, nó lấy mày đó. Nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi. Đó, mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Ừ. Anh ơi. Sao? Em không cần nhà cao. Cửa rộng. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Em chỉ cần một túp lều hạnh phúc đã là đủ rồi. Rồi. Ổn không? Em không cần cửa. Mà em đá vô cái cửa của anh rồi. Anh có sao không anh? Trời ơi. Vợ ổng khóc liền rồi. Dạ trời. Không dạ, sao. Anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái? Anh có sẵn. Hôm đầy bô bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh. Mình bắt đầu honeymoon dài hạn. Đi liền em. À, anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À, cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ, đâu có. Em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm. Ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Sao khóc vậy? Cảm động quá hả? Dạ không có. Tự nhiên cái em gặp anh á. Em nhớ ba em quá. Trời đất ơi. Có duyên quá. Nó đưa anh lên cái vàng thờ luôn rồi đó. Trời ơi. Em à. Thôi bây giờ. Em nè, anh nói nghe nè. Mình muốn đi phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Thấy chưa? Anh ơi. Dễ dàng lắm. Anh làm không nổi nữa đâu. Đinh anh giờ đinh cùi rồi. Nó mới quất một cái không chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50 ngàn đi. Mày, đúng rồi đấy. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nối dõi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là đinh tài xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em sao? Dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Ừ. Thì anh muốn sao cũng được hết. Ừ. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em, chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi, giờ có gì? Thời xuống cản ông nội. Nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ, dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay, chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh đinh tài phùng. Mai mốt chị qua Mỹ có thèm ăn cherry, phone cho chị yên tiếng, chị gửi về cho 3 ký ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 ký. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon vậy hả? Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Dẹp mày, honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Chà, mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo, dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ, đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ, con có tiền con gửi về cho ba nha. Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, nãy nó nói nó không có ba mà. Ủa sao em nói em mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em, ba dạ. Nuôi. Em ở với ba nuôi hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều có mấy ba nuôi?
Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết, mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ bảy đó anh. Tốt tập tích cha mày. Không sao. Hả? Không sao, ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Đập chết cha mày nha mày. Em lại anh mà, 50 ngàn theo con quỷ cái nó làm cái gì. Trời ơi, anh không phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khùng.